Sự tích con gà trống. Viên uống Omega 369 Royal do trái tim bền biển, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Ngày xưa, có chàng tiều phu sống cùng với mẹ già dưới chân núi Kim Cương. Ôi, mũi tên ở đâu ra vậy chứ? Hỏi chàng tiều phu, xin hãy giúp đỡ tôi khỏi gã thợ săn. Này chàng trai, chàng có thấy một con nai chạy qua đây không? Có, tôi vừa thấy nó chạy theo hướng kia kìa. Ôi, cảm ơn cậu nhiều nha. Gã thợ săn đi xa rồi, có thể ra ngoài được rồi. Ta vốn là thuộc hạ của thần núi, không may bị gã thợ săn truy đuổi. Nhờ có chàng mà ta thoát nạn, ơn này thật không biết trả sao cho hết. Không có gì đâu, ngài đừng bận tâm. Hãy nhớ lấy lời ta, vào đêm trăng tròn, chàng hãy đến bên bờ suối trong rừng. Tiên nữ trên trời sẽ thả chiếc gầu xuống múc nước dưới suối. Chàng hãy trèo vào trong chiếc gầu, nó sẽ đưa chàng lên trời. Nhớ lời na dặn, chàng tiều phu đợi đêm trăng tròn tới bên bờ suối. Trời ơi, sao đợi mãi mà không thấy gì hết. Chiếc gạo kia rồi. Vậy là mình sắp được lên trời rồi. Vừa lên đến trời, chàng tiều phu không khỏi xao xuyến khi nhìn thấy nàng tiên xinh đẹp, chủ nhân của chiếc gầu vàng. Chàng là ai? Sao lại ngồi trong gầu múc nước của ta thế này? Tôi là chàng tiều phu đốn củi dưới hạ trần. Thấy chiếc gầu múc nước thả từ trên cao xuống liền chui vào, chỉ mong được trên trời thăm thú một lần thôi. Nếu như Ngọc Hoàng thấy được người phàm trên đây, người sẽ nổi trận lôi đình mất. Chàng hãy mau trốn đi. Ôi, không xong rồi. Này chàng trai phàm trần, người có biết người trần mà dám bước lên thiên đình thì sẽ phải chịu tội nặng đến thế nào không? Con... Thưa Ngọc Hoàng, đây không phải là lỗi của chàng. Đây là người mà con muốn lấy làm chồng. Xin Ngọc Hoàng hãy tha tội cho chàng ấy. Hả? Còn nói sao? Con muốn lấy người này làm chồng ư? Dạ đúng vậy thưa Ngọc Hoàng. Chiều theo ý nguyện của nàng tiên, Ngọc Hoàng đồng ý cho chàng trai lấy nàng, với điều kiện phải ở trên thiên đình, không về dưới hạ giới nữa. Em buộc phải làm như vậy, nếu không chàng sẽ phải chịu phạt rất nặng. Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy nàng, ta đã cảm mến và muốn lấy nàng làm vợ rồi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, chàng trai không biết mình ở trên trời đã bao lâu rồi. Thì ra là chàng ở đây, làm thiếp tìm chàng mãi. Ta nhớ nhà quá, nhớ mẹ già dưới trần gian quá. Để thiếp xin với Ngọc Hoàng cho chàng về thăm nhà một chuyến nha. Nàng nói thật ư? Ta sung sướng quá. Sau khi nghe nàng tiên thưa chuyện, Ngọc Hoàng đồng ý cho chàng trai về thăm mẹ. Chàng phải nhớ về trời trước khi mặt trời lặn, và tuyệt đối không được chạm chân xuống mặt đất. Ta nhớ rồi, nàng yên tâm. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Trời ơi, con trai của mẹ. Con đi bao lâu nay không báo với mẹ một tiếng. Con cưới tiên nữ nhà trời rồi ở luôn trên đó. Này cưỡi ngựa về thăm mẹ đây. Thật vậy sao? Được thế thì tốt quá rồi. Giờ mẹ con mình hãy vào trong nhà, rồi con kể cho mẹ nghe đầu đuôi con chuyện như thế nào nhé. Không được mẹ ạ. Nếu con chạm chân xuống đất sẽ không thể quay về trời được nữa. Vậy thì con cứ ngồi trên lưng ngựa, mẹ con ta đứng đây hàn huyên cũng được. Hai mẹ con chàng tiều phu cứ thế vui vẻ trò chuyện trước sân. Chạm mấy chốc, mặt trời đã sắp sửa lặn sau dãy núi. Mặt trời đã sắp lặn rồi, con phải về trời đây mẹ à. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Lần khác con lại xin Ngọc Hoàng xuống thăm mẹ. Con chờ mẹ một lát nha. Mẹ vào trong hâm lại nồi chè bí đỏ cho con ăn lót dạ.
kéo đi đường lại đói. Đã lâu rồi ta không được ăn món chè bí đỏ do mẹ nấu. Chè bí đỏ nóng hổi đây, món con thích nhất đây nè. Nóng quá. Con trai à, con có sao không? Thôi chết rồi, con ngựa bay về trời rồi, thì làm sao con có thể trở lại thiên cung được đây, mẹ ơi. Vậy là chàng trai mãi mãi không thể về được trời, phải ở lại dưới trần gian. Chàng nhớ nàng tiên quay quắt, ngày ngày nhìn lên bầu trời trong ngóng. Sau này khi chết đi, chàng hóa thành một con gà trống, ngày ngày nhìn lên trời cao, cất tiếng gáy gọi nàng tiên. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ, cho mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Bóng người bên cửa sổ. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về gia đình của Huệ Tử sống ở Đông Bắc, Trung Quốc. Nhã Hân và ông xã Tử Kỳ gặp nhau khi cả hai còn là sinh viên. Mãi cho đến khi ra trường, cặp đôi mới chính thức kết hôn. Mẹ ơi, mẹ mệt trong người hả? Hay tại đồ ăn hôm nay không ngon hả mẹ? Ngày nào anh chị còn chưa sinh cho tôi được một cậu quý tử thì ngày đó tôi còn không nuốt nổi cơm. Đã mấy năm rồi mà vẫn có mỗi đứa con gái. Tử Kỳ là con một, bố nó lại là trưởng họ. Giờ trong họ và ngay cả mọi người xung quanh đây nữa, ai cũng coi thường tôi cả. Anh chị mà cứ thế này thì tôi đi đâu chắc phải đeo cái mo vào mặt quá. Mẹ ơi, thì vợ chồng con cũng đang cố gắng đi. Việc sinh được con trai cũng không phải là chuyện đơn giản, nên cả hai vợ chồng đang phải bồi bổ, ăn uống và tham khảo cả ý kiến của bác sĩ nữa mà mẹ. Đúng rồi đó mẹ ơi, vợ chồng con cũng biết mẹ xót ruột lắm. Nhưng mẹ hãy cho chúng con thêm thời gian mẹ nha. Với lại nhà mình cũng đã có bé Nhi Nhi rồi mà mẹ. Ôi, con trai khác, con gái khác chứ. Nhà nào mà lấy vào đứa con dâu không sinh được con trai thì đúng là vô phúc. Một thời gian sau đó, Nhã Hân mang bầu. Khi biết em bé trong bụng là con trai, cả gia đình mừng rỡ vô cùng. Đặc biệt bà nội là người vui hơn cả. Bà săn đón và chăm sóc cho em bé từng ly từng tí, đợi đến ngày đứa cháu đích tôn của bà ra đời. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi Nhã Hân sinh thêm một bé trai xinh xắn. Cả nhà lúc nào cũng chỉ tập trung vào cậu bé, mà dường như họ quên đi sự tồn tại của cô con gái Nhi Nhi đáng yêu. Xem này, con trai của chúng ta càng lớn càng khấu khỉnh, đáng yêu làm sao. Vầng trán cao và rộng thế kia, nhất định thằng bé sẽ thông minh lắm cho mà xem. Cuối cùng thì gia đình chúng ta cũng đã có cậu cháu đích tôn để nói dối tông đường rồi. Bây giờ mẹ đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu được rồi, chẳng còn sợ mấy bà đưa chuyện nói khuấy đá đểu nữa. Mà con biết không, ông thầy bói đã nói nha, đứa bé trai này sẽ giúp gia tộc của ta khai chi tán diệp đó. Ôi trời đất ơi, thật không có niềm vui nào hơn thế này nữa. Hạnh phúc nhất là nhà ta đủ nếp đủ tẻ mẹ nhỉ. Con trai có, con gái có. Ôi trời ơi, con gái là con người ta, chỉ có cháu trai của bà mới là nhất thôi ha. Mẹ ơi, mẹ đọc truyện cho con ngủ đi. Con không thấy bố mẹ đang bận chăm em hay sao hả Nhi Nhi? Không, con muốn mẹ đọc truyện cho con ngủ cơ. Con về phòng đi ngủ đi, muộn rồi. Bố mẹ và bà đang phải chăm cho em, khi nào rảnh mới đọc cho con nghe được chứ. Nào, về phòng nhanh. Từ khi có cậu bé trai, cả nhà bận rộn vô cùng. Cả nhà đều đổ dồn sự quan tâm về cậu bé. Cậu được nâng niu, chiều chuộng từng ly từng tí. Ôi trời ơi, thế ra từ nãy đến giờ cháu vẫn chưa đi ngủ hả Nhi Nhi?
Sao cháu bướng bỉnh như vậy? Bà ơi, cháu không muốn ở phòng riêng. Cháu muốn về bên phòng bố mẹ như ngày trước. Bà ơi, bà cho cháu về phòng bố mẹ ngủ đi bà. Không được, phòng bố mẹ giờ có em rồi. Cháu sang đó, em không ngủ được mà lại chật chội nữa. Thôi nào, nằm xuống và ngủ đi. Còn leo nhèo nữa là bà cho ăn đòn bây giờ đấy. Nín ngay cho em ngủ, em thấy cháu khóc lại tỉnh giấc bây giờ. Sao em được ngủ với bố mẹ mà cháu lại không được ngủ chứ? Cháu ghét em lắm. Em mà tỉnh giấc là bà cho cháu ăn đòn đấy. Nằm xuống ngủ ngay. Mẹ, mẹ, trước đây khi bố mẹ chưa sinh thêm em, bố mẹ và mọi người chiều chuộng. Nhi luôn là trung tâm, là số một của cả nhà. Từ khi có thêm em, bố mẹ không còn chiều chuộng Nhi như trước nữa. Với mọi người, Nhi như chẳng còn là gì nữa. Ừ, hay cái con bé này, sao con xấu tính thế? Vậy ra con luôn muốn con là trung tâm hay sao? Em bé thì mọi người phải chăm sóc chứ. Nó là cháu đích tôn của nhà ta đó. Nhưng cháu cũng là cháu của bà mà. Là con của bố mẹ mà. Ồ hay. Thì có ai bảo cháu không phải là cháu của bà đâu. Là con của bố mẹ đâu chứ. Nhưng ngày trước không có ai quát cháu. Giờ ai cũng quát hết. Thì là cháu hư thì quát thôi. Cháu hư cái gì? Thì cháu luôn quấy rầy mọi người trong lúc cả nhà đang chăm em đó. Không có. Cả nhà không ai yêu cháu. Cháu ghét mọi người. Cháu ghét mọi người. Thôi chết. Con bé ở đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, mẹ, mẹ bế con, mẹ bỏ em con ra đi, đừng bế em nữa. Hả? Trời ơi, sao con không ngủ mà ngồi nhìn gì đó hả con? Có người ở trên ô cửa sổ đó mẹ ạ. Mẹ ngủ ở đây với con đi. Mẹ có thấy gì đâu con. Thôi, con nằm xuống ngủ ngay đi, muộn rồi đó. Mẹ còn phải ngủ với em nữa chứ. Con không thương em hả? Không, con ghét em lắm. Con ghét cả mẹ nữa. Mẹ chỉ bế em thôi à. Mẹ không có bế con. Thì em còn nhỏ mà con. Con ngoan ngủ đi nha. Mẹ ở đây với con à. Con cứ về phòng ngủ đi. Nó muốn con ngủ cùng nên bị chuyện ra thôi. Mẹ kiểm tra hết rồi. Bên nội không có gì đâu. Cứ mặc kệ nó rồi sẽ quen. Chiều nó mãi, nó càng hư và càng bướng bỉnh rồi đấy. Ờ vâng, vậy con về phòng đây à. Chuyện gì thế? Cái con bé này đêm hôm lại hét toáng lên cái gì đây hả? Làm sao thế con? Có người trên cửa sổ. Làm gì có ai đâu. Ôi, mẹ đã bảo rồi, nó cứ bịa chuyện ra làm trò như vậy thôi. Ngày nào mẹ chẳng để ý, có bao giờ thấy ai đâu cơ chứ. Con bé cũng nói có người bên cửa sổ với em mấy lần rồi. Cũng có thể con bé làm trò. Nhưng mà anh xem đi,
con sợ đến run hết cả người rồi đây nè. Lần nào nó khóc dai mà nó chẳng rung lên như vậy. Con càng làm như vậy nó càng ngày đó. Đã bảo mà, đẻ con gái là chúa phiền phức, đâu có được ngoan ngoãn như thằng cu đâu. Xem ra không ổn rồi, chúng ta phải lắp camera theo dõi thôi. Đấy, lại con nữa. Hỡi tí là anh chỉ cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy, bảo làm sao mà nó không được đà thêm hư. Thôi kệ, các anh chị muốn làm cái gì thì làm. Mẹ nói đúng, thật sự là không có ai bên cửa sổ hết. Có lẽ vợ chồng mình nghiêm trọng hóa vấn đề thật rồi. Đấy, mẹ đã nói rồi, con gái nó có cái tính hờn nên cứ bịa chuyện ra đấy mà. Cứ mặc kệ nó, không quan tâm gì đến nó nữa, thì vài hôm nó sẽ chán mà dừng lại cái trò đó thôi. Tập trung vào mà lo cho thằng cháu trai cưng của bà đây này. Ôi, cục vàng của mẹ, con trai mẹ lúc nào cũng ngoan, thế nên cả nhà mới yêu. Chứ chị Nhi Nhi hư quá ha con ha. Đúng là có cậu con trai mát mày mát mặt mẹ ạ. À, con đi đến đâu cũng tự tin mà ngẩng cao đầu. Chứ hồi mới có Nhi Nhi thôi, con cứ phải khép nép, không dám mạnh miệng. Và rồi câu chuyện về bóng người mà Nhi nhìn thấy dần bị mọi người lãng quên. Cả nhà quay lại vui vẻ với em bé thứ hai cho tới một ngày kia. Em thấy lo lắng vô cùng anh ạ. À, đêm qua con bé lại hét lên, liên tục nói với em có người bên cửa sổ. Con vì quá hoảng sợ mà đã ốm sốt hai hôm nay rồi. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, ngày mai hai vợ chồng mình sẽ phải cho con vào viện thôi anh. Mẹ ơi, có người bên cửa sổ, người ấy cười với con, vui đùa với con. Nhưng đêm đến, người ấy chỉ là màu đen thôi. Con sợ lắm mẹ ơi. Cho con vào viện ngay thôi em à. Bác sĩ nói sao? Con gái tôi bị tâm thần. Không thể nào, không thể nào lại như thế được. Thì em cứ bình tĩnh, nghe bác sĩ nói hết đã. Gia đình hết sức bình tĩnh. Việc quan trọng lúc này là gia đình phải kết hợp với chúng tôi để làm những việc tốt nhất cho cháu. Nguyên nhân cháu bị như vậy là do bị ức chế tâm lý kéo dài, bị căng thẳng trầm trọng đến mức ảnh hưởng đến thần kinh, từ đó sinh ra ảo giác. Tình trạng này có thể xuất phát từ thời điểm gia đình có cháu bé thứ hai. Cả nhà đã quá tập trung vào bé trai, trong khi trước đây cháu gái cả đã rất được yêu chiều. Sự thay đổi đột ngột trong cách mọi người cư xử với cháu khiến cháu bị tủi thân. Ừ, như vậy có nghĩa là không hề có bóng người nào bên cửa sổ, có phải vậy không bác sĩ? Đúng vậy, cô bé lầm tưởng bố mẹ và bà nội đã hết yêu thương mình, nên nếu muốn được mọi người quan tâm như trước, phải có gì đó khiến cho mọi người chú ý đến mình, hoặc ít nhất là lo lắng cho mình. Nhân vật nào đó khuất mặt khuất mày đứng bên cửa sổ vào mỗi đêm, rất có thể là do cô bé tưởng tượng ra để thu hút sự chú ý thôi. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm thế nào đây thưa bác sĩ? Gia đình hãy đưa con gái đến bệnh viện tâm thần thăm khám để có biện pháp điều trị kịp thời. Và quan trọng hơn cả là từ nay hãy quan tâm và yêu thương đặc biệt đến cô bé để cháu vượt qua thời gian khủng hoảng này. Là tại chúng ta, tất cả là tại chúng ta. Chúng ta là những ông bố bà mẹ tệ bạc nhất. Chúng ta đã chỉ chăm chăm vào con trai thứ, để rồi đứa con đầu lòng lại phải dồn nén uất ức như vậy. Em nói đúng, anh cũng cảm thấy tất cả chúng ta đã sai với con. Vì quá coi trọng con trai, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào con trai. Mà cả nhà đã khiến cô con gái bé bỏng bị tổn thương. Con nào cũng là con, chúng ta sống giữa một xã hội văn minh mà lại để mình bị xoáy vào tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đã đến lúc mình phải thay đổi ngay thôi em à. Mẹ ơi!
con gái. Bố mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm. Bố ơi, làm sao mà mẹ lại khóc vậy ạ? Mẹ mệt đó con. Thế Nhi Nhi có muốn được bố bế đi chơi công viên không nào? Dạ có. Bố không bế em nữa hả bố? Bố sẽ bế Nhi hả bố? Bố mẹ sẽ bế cả hai chị em. Con gái mẹ có đồng ý hay không nào? Dạ có. Hoan hô, bố mẹ lại bế Nhi Nhi ra công viên chơi nữa rồi. Bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật. Chuyện kể về con gái của Huệ Tử sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Huệ Tử và ông xã kết hôn, sinh được một cô con gái. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. 4 năm sau, hai vợ chồng sinh được một bé trai kháu khỉnh. Trong khoảng thời gian đó, cô con gái của họ liên tục hoảng sợ và nói với bố mẹ rằng hàng đêm có một bóng người trên cửa sổ đòi mẹ vào ngủ cùng. Bố mẹ vì quá bận rộn nên không để tâm gì đến những lời nói của con, cho rằng con mè nheo. Về sau, do con nói quá nhiều nên cả hai vợ chồng đã quyết định theo dõi tình hình vào mỗi đêm, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường bên cửa sổ. Cuối cùng, khi đến gặp bác sĩ, cả hai vợ chồng cô mới sững sờ khi biết con gái đã mắc bệnh tâm thần sinh ra ảo giác. Nguyên nhân chính là vì không được cả nhà quan tâm từ khi có thêm em trai. Thực chất, bóng đèn bên cửa sổ chỉ là ảo giác mà cô bé thấy để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình mà thôi. Gia đình Huệ Tử đã vô cùng ân hận trước những điều mình đã làm với cô con gái bé nhỏ. Sau sự việc ấy, gia đình Nhã Hân không bao giờ còn dám thờ ơ với con nữa. Câu chuyện của gia đình cô là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh. Đừng vì sinh con thứ mà bỏ quên con đầu. Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, quan tâm, lo lắng và cả bảo vệ từ bố mẹ. Vậy nên hãy san sẻ tình thương của mình hợp lý, đồng đều cho các con. Viên uống Omega 369 Royal do Trái Tim Bền Biển, do Mắt Sáng Tinh Anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Lời cầu hôn trên thảm đỏ. Thực hư chuyện phim giả tình thực giữa ngôi sao Elisha Hurt và tân binh điện ảnh David Walker. Bắt gặp cặp đôi chính của phim tình yêu bất ngờ cùng đi công tác riêng ở đảo Bali. Nữ hoàng sắc đẹp Elisha và người tình tin đồn mặc áo đôi xuất hiện tình tứ trong sự kiện. Em đã đọc tin tức mấy hôm nay chưa? Thật không có gì giấu nổi cánh báo chí hết. Chúng ta đã giấu kỹ vậy rồi, mà sao họ vẫn biết? David, anh sợ cái gì chứ? Em lại nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta công khai đấy. Anh chỉ sợ bây giờ anh vẫn chưa nổi tiếng bằng em. Em đã là một ngôi sao sáng giá, còn anh mới chỉ đóng vai phụ nhỏ. Nếu tin tức về chúng ta lộ ra, sợ rằng em sẽ bị ảnh hưởng. David à, anh biết là với em, chuyện đó không quan trọng mà. Elisha, David, Elisha, David. Thưa nhà sản xuất Johnny. Phút này tới các bạn. Trời ơi, là thật kìa, họ yêu nhau thật. Tôi biết ngay mà, ánh mắt tình tứ mà anh ấy dành cho cô ấy thật sự là thật. Hâm mộ David quá, anh ấy là chàng trai thật lãng mạn. Elisha, đồng ý lấy anh nha. Elisha, David, xinh đẹp Elisha, David. Hóa ra anh ấy đã chuẩn bị trước cho màn cầu hôn công phu này. Vào tối hôm qua, đám cưới cổ tích giữa nữ diễn viên Elisha và nam diễn viên David đã diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thể khách mời nổi tiếng trong giới giải trí. Ôi trời đất ơi, đám cưới hoành tráng quá, toàn các sao nổi tiếng.
Trời ơi, váy cưới của Elisa là hàng hiệu đắt nhất thế giới đó. Nhìn họ đẹp đôi quá đi à. Ước gì mình cũng có một chàng trai ngôn tình như vậy cầu hôn mình. Mình thần tượng Elisa từ ngày cô ấy mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Elisa cũng tìm được hạnh phúc rồi. David, David, David. Trời ơi, anh ấy thật đáng yêu. David. Sau đám cưới cổ tích cùng nữ thần sắc đẹp Elisa, David luôn giữ vững ngôi vị nam thần trong lòng fan hâm mộ. Diễn viên David sắp ra mắt hàng loạt bom tấn điện ảnh và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Ok, David của chúng ta hôm nay xuất thần. David à, chị Elisa vừa gọi, chị ấy đang đợi anh đó. Cứ nói tôi không về được như mọi lần đi. David dạo này bận quá nhỉ? Tôi hiểu rồi. Chỉ là hôm nay tôi đã từ chối mọi buổi phỏng vấn để mong một bữa ăn hiếm hoi cùng anh ấy thôi. Dạ, chào chị Elisa. Thật vinh dự cho chúng tôi quá khi hôm nay chị đến tận đây. Anh David đang ở bên trong phòng hóa trang ạ. Để tôi thông báo cho anh ấy. Khoan đã, không cần đâu. Tôi muốn gây bất ngờ cho David. Hôm nay sinh nhật Elisa. Cậu không định làm gì để gây ấn tượng cho hình ảnh của cậu à? Ôi trời ơi, ngày mai tôi cho người chuẩn bị một xe ô tô hoa và gấu bông đến tận trường quay cho cô ta là được. Ông nhớ chuẩn bị giúp tôi một ít phóng viên đến ghi hình ở hiện trường nha. David, cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy. Hình tượng người chồng quốc dân tỏa sáng của cậu đã đem về cho chúng ta rất nhiều hợp đồng béo bở từ các nhãn hàng và chương trình truyền hình, từ diễn viên chuyên phụ. Giờ cậu trở thành ngôi sao mới phục sáng rồi. Kế hoạch tạo ra một cuộc hôn nhân showbiz với Elisa nổi tiếng thực sự giúp ích cho tôi rất nhiều. Chẳng bỏ công ngày đêm tôi tạo bao kế hoạch cưa cẩm người đẹp, cũng phải cảm ơn ông. Chẳng phải ông đã giúp tôi tiết lộ dần tin tức hẹn hò với báo chí còn gì. Nhưng đây là một đám cưới đấy, rồi nó cũng phải kết thúc thôi. Cậu định sống cả đời với Elisa sao? Lo gì chứ, đúng thời gian hết 3 năm, các dự án trót lọt, tôi sẽ chủ động kiếm lý do ly dị với cô ta. Chị Elisa, chị Elisa, chị có sao không? Chị chạy đi đâu thế? Ui trời ơi, hỏng rồi, tôi phải đuổi theo cô ta. Elisa, anh nghĩ em đã hiểu lầm gì đó rồi. David, tôi thật sự không ngờ anh lại có kế hoạch tiến thân từ sau hạng B lên hạng A một cách hiệu quả như thế. Giờ tôi chỉ giận mình, tại sao lại say dại làm đám cưới với anh mà không chút nghi ngờ. Anh nghĩ chỉ mỗi anh biết dùng thủ đoạn tôi hay sao? Tôi cũng là diễn viên mà David. Tôi còn nổi tiếng trước anh cả 10 năm đấy. Anh xin lỗi. Anh thực sự mọi chuyện cũng không như em nghĩ đâu. Tôi cũng có những dự án riêng của mình, không thể vì anh mà sự nghiệp sụp đổ được. Còn tôi hết cả hình ảnh cặp đôi hoàn hảo chúng ta vất vả gây dựng thì sao? Anh cứ yên tâm ra mắt phim mới đi. Đừng tưởng ly hôn với tôi mà dễ dàng. Bận rộn công việc, Elisa vẫn dành thời gian tham dự buổi ra mắt phim mới của David. Elisa, David, hai bạn đang là cặp đôi được hâm mộ nhất trong giới giải trí hiện nay. Các bạn có thể chia sẻ với các khán giả của chương trình Vợ Chồng Hạnh Phúc biết được bí quyết giữ lửa hôn nhân của mình được không? Phải nói rằng kết hôn với David là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Việc yêu anh ấy đã là sứ mệnh của tôi mỗi ngày. Đó chính là bí quyết. Elisa, tuy bận rộn với những bộ phim mới nhưng vẫn luôn dành thời gian lãng mạn cho tôi. Thiếu cô ấy, thật sự tôi sẽ không sống nổi đâu. Em yêu, cảm ơn em về những ngày qua đã ở bên anh. Trời ơi, ngọt ngào điểm tiên quá. Thật ngưỡng mộ cặp đôi này. Thôi nào David, cậu cứ nghĩ là đang hợp tác với Elisa đi vậy. Chúng ta đã lợi dụng cô ta trước mà. Chặt sổ cái máy quay, chúng ta coi tôi là hệ thống gì hết. Cô ta kiểm soát tôi bồi rút mọi nơi. Đi đâu làm gì cũng phải báo cáo hết. Thật không thể chịu nổi mà. Mới đầu tôi nghĩ mối quan hệ này đôi bên cũng có lợi. Bây giờ thì thực sự như địa ngục vậy. Trời ơi, đám phóng viên vẫn lẩn vẩn quanh đây. Cậu kiềm chế chút đi. Cứ tiếp tục theo dõi anh ta. Có động thái gì, ngay lập tức báo về cho tôi. 3, 2, 1, action! Ôi trời ơi kìa,
giá đỡ có vấn đề rồi. Ai đó kiểm tra giá đỡ đi. Hạ cô ấy xuống đây. Elisa, trời ơi. Cô Elisa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, có thể cô sẽ không đi lại bình thường và làm diễn viên được nữa. Nhưng Elisa, điều quan trọng là cô vẫn còn sống. Những điều còn lại tôi nghĩ không còn quan trọng nữa. Elisa của anh thực sự rất lo. Ơn trời là em không sao. Anh David, tôi hy vọng anh sẽ giúp cô Elisa bình tâm lại. Tôi biết cô ấy rất đam mê nghề diễn, nhưng có thể từ giờ trở đi cô ấy sẽ phải ngồi xe lăn để đi lại. Thật sao? Trời ơi Elisa, em đừng quá đau buồn mà. Có anh ở đây rồi, anh sẽ là bờ vai vững chãi cho em. Nhanh lên chụp hình đi. Bệnh viện không cho chúng ta ở lại đây lâu đâu. Chị Elisa, đây là đoạn clip mới nhất chúng ta quay lén được ở chỗ David và ông bầu của anh ta. Elisa phải ngồi xe lăn và không tiếp tục diễn xuất được nữa. Trời giúp ta rồi, cô ta sẽ mau chóng biến khỏi showbiz và sẽ không làm khó được cậu nữa, David. Nhân cơ hội này, chỉ bằng chúng ta tận dụng cô ta thêm một lần nữa. Jason à, cuối tuần hoãn lịch quay quảng cáo lại đi. Anh sắp xếp cho tôi vài phóng viên thân thiết đi cùng tôi tới bệnh viện đi. Đến giờ phút thảm hại nhất cuộc đời của mình, anh ta vẫn còn lợi dụng mình để trở thành người chồng tuyệt vời. Là tại anh ta hay tại mình khiến mọi thứ đến nông nỗi này? Một năm sau, David, Elisa đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp báo. Tôi phải xem cô ta định giở trò gì. Tôi vừa tạm thoát qua cửa tử từ một tai nạn nghề nghiệp. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt, nhưng chính nhờ sự quan tâm của các bạn đã khiến tôi có thêm động lực và thêm một lý do nữa giúp tôi quyết tâm tổ chức cuộc họp báo này. Vì tôi muốn thông báo với các bạn một bí mật giữa tôi và người chồng yêu quý David. Hả? Bí mật gì thế? Mấy năm qua, các bạn luôn thấy tôi và David là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng những điều hạnh phúc trước mắt của công chúng chỉ là vở kịch do chúng tôi tạo ra. Cô ta điên rồi sao? Cô ta định sống thế nào với dư luận đây? Ban đầu là do David khơi mào, nhưng sau khi tôi biết được chuyện này, tôi đã góp mình vào vở kịch ấy, vừa để trả thù anh ta, vừa để khiến sự nghiệp của mình ngày càng thăng hạng. Tôi biết chúng tôi đã sai lầm ngay từ đầu, nhưng tôi đã để sai lầm ấy đi quá xa. Chỉ đến khi không thể làm diễn viên được nữa, tôi nhận ra thứ hào quang bấy lâu nay tôi tạo ra chỉ là phù phiếm và giả dối. Không lúc nào nó khiến tôi sống bình yên. Giờ phút này, tôi xin sống thật với bản thân của mình. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi những khán giả đã hâm mộ cặp đôi David và Elisa. David, anh đã xuất hiện ở đây. Những lời Elisa nói là sự thật chứ? David à, liệu sau việc này, sự nghiệp của anh sẽ đi về đâu? David, xin hãy cho khán giả một lời giải thích đi. Xong rồi, chúng ta về thôi. Không phải tranh đấu, giả vờ gì nữa. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng sống cuộc đời của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.